Dạo qua, các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp các lời chào mời làm biển số xe giả công khai với nhiều lời hứa hẹn hấp dẫn như biển số xe được làm thủ công, có quốc huy, có phản quang nhằm qua mắt cơ quan chức năng với mức giá dao động từ 100 đến 900 nghìn đồng. Nhiều người đã có thể sở hữu cho mình một biển số xe giả như ý muốn. Alo, anh ơi, cho em hỏi có phải anh làm biển số xe phải không ạ? À, anh ơi, giá cả thế nào ấy nhỉ? Như là 500 một cái, 300 anh. Cái xe của em là xe Way Alpha ấy. Thì bây giờ làm cái biển cho cái xe của em là hết bao nhiêu tiền ạ? Làm biển cho em thì tầm cỡ 300 em. 300 ạ? Số như thế nào cũng đúng được rồi. Đúng không anh? Vâng đúng rồi. Em có làm giấy tờ đúng không em? Làm giấy tờ luôn ạ? Vâng. Cả biển cả giấy tờ thì bao nhiêu tiền anh? 2 triệu em. Cho em hỏi một chút là cái biển của em lỡ mà bị công an tóm thì người ta có phát hiện được không? Thì có, nhưng mà là biển số giả sao? Cái đó là việc của em chứ. Còn em nếu như em muốn thì em làm giấy tờ luôn nhé. Thế thì em có phải cọc trước không ạ? Có nha em, cọc trước anh vẫn làm nha. À, rồi thế thì cọc như thế nào? Biết chuyện bỏ nha. Được biết, người có hành vi quảng cáo tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội để thực hiện việc làm biển số xe giả có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt lên đến 7 năm tù giam. Bên cạnh đó, theo Bộ luật Hình sự, người sử dụng biển số xe giả sẽ bị phạt hành chính từ 300 đến 400 nghìn đồng. Trong trường hợp làm biển số xe giả để tiêu thụ xe gian, xe trộm cắp cũng sẽ bị phạt tù. Có thể thấy, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng biển số xe giả là vi phạm pháp luật, song hiện trạng này vẫn ngang nhiên tồn tại. Mong rằng cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý vấn đề này hơn nữa để từ đó ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là những buổi luyện tập của các vận động viên cờ vua thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng. Đội có 18 thành viên tập luyện thường xuyên vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần dưới sự tham gia dẫn dắt của hai huấn luyện viên có tên.